Xin chào các bạn, hôm nay rảnh quá chúng tôi sẽ cùng các bạn review và đánh giá cái con Hitachi CPS-303. Đây là cái mẫu máy chuẩn công nghệ BioCD của Hitachi, sản xuất vào năm 2019. Hitachi CPS-303 là cái mẫu máy chiếu có cường độ sáng là 3300 ANSI lumen, theo cái tên gọi của nó luôn. 303 là 3300 ANSI lumen. Con này độ phân giải là 1024x68. Cổng kết nối thì nó chỉ có những cái cổng cơ bản thôi như HDMI, RS232, video, computer in. Các bạn lưu ý là bên cái home của nó thì nó có thêm cái đặc biệt nữa này. Nó có thêm cái cổng audio out này, lấy âm thanh ra đó các bạn. Và cái cổng ở đây có một cái cổng đặc biệt, nó là vừa monitor out mà vừa computer in. Tức là nó có thể vừa lấy tín hiệu vào mà vừa xuất tín hiệu ra. Thêm cái lọc bụi thiết kế thông minh. Đối với lọc bụi mà sử dụng cái tấm màng HEPA này giúp chúng ta ngăn chặn bụi bẩn nó tốt hơn so với cái loại lọc bụi thường. Có một cái điều đặc biệt khác, đó là tấm lọc bụi này á, là nó có khả năng ngăn chặn bụi bẩn, nhưng mà nó lại có khả năng làm cho bụi nó tự rớt ra được, thay vì nó dính lâu ngày thì bụi nó tự rớt ra được. So với những cái tấm màng lọc thông thường khác thì tấm lọc HEPA được đánh giá là một trong những dòng tấm lọc tốt nhất cho máy chiếu hiện nay, đặc biệt là đối với các cái dòng máy chiếu mà hoạt động thường xuyên liên tục. Dòng này thì có hệ số tung khoảng 20.000, tuổi thọ đèn tối đa đạt khoảng 15.000 giờ nếu chúng ta sử dụng ở chế độ Economic. EX303 là cái mẫu máy chiếu thế hệ mới của Hitachi, có ưu điểm là chất lượng nhảy rõ đẹp và dễ sử dụng, có hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên thì kích thước của nó hơi lớn một chút, nếu chúng ta mang đi thì nó cũng là nó hơi nặng. Con này nó chắc nó rơi vào tầm cỡ khoảng trên dưới 3kg một chút. Nói về chất lượng nhạy thì hầu hết các cái dòng máy chiếu công nghệ BioCD đều có ưu điểm chung, đó là cái màu sắc, có thể cái gam màu nó tươi và các cái gam màu nó thể hiện rất là rõ và chi tiết, rất là tự nhiên. Hitachi CPS-303 không ngoại lệ. Đây là cái dòng máy chiếu có độ sáng không cao, chỉ 3300 ANSI lumen. Tuy nhiên khi mà chúng ta chiếu các cái màn hình có kích thước khoảng từ 100 tới 120 inch trong môi trường ánh sáng nhiều thì chúng ta vẫn cảm nhận cái chất lượng nhạy nó khá là ok. Tôi đang kết nối với cái đầu 4K chiếu hình ảnh độ phân giải đang chạy ở mức là Full HD 1920x1080. Hitachi CPS-303 là cái mẫu máy chiếu lý tưởng cho sử dụng cho các văn phòng, lớp học có diện tích vừa và nhỏ trong cái môi trường ánh sáng vừa. Với cường độ sáng 3300 ANSI lumen thì nó không phù hợp để sử dụng trong các hội trường. Do đó thì khi lắp đặt thì chúng ta cũng cân nhắc về cái môi trường sáng xung quanh, cũng như là cái kích thước màn chiếu làm sao để nó phù hợp với cái thông số kỹ thuật cũng như là chất lượng nhà trình chiếu thực tế của máy. Vậy hôm nay chúng ta đã cùng đánh giá cái dòng Hitachi CPS-303. Hy vọng video này ít nhiều đã cung cấp cho các bạn một vài thông tin bổ ích khi mà chúng ta đang có băn khoăn lựa chọn dòng Hitachi này hoặc là bất kỳ cái mẫu máy chiếu nào khác. Thông tin chi tiết thêm thì các bạn tham khảo truy cập trang web là máychiếugiarẻ.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi review máy chiếu Hitachi CPS-303.